Tử vi tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 tháng 4 âm lịch năm 2022 nhâm dần, suýt trắng tay, bỗng dưng đổi vận giàu sang, mua nhà rộng, xe sang, khao cả làng. Xin được chào mừng tất cả quý vị. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải những kiến thức về tử vi phong thủy và đời sống tâm linh. Quý vị thân mến, trong 12 con giáp thì con khỉ là con giáp đại diện cho sức mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Sự khôn khéo của người này thì luôn được những người khác tôn trọng. Và những người tuổi khỉ vì thế mà thông minh sắc sảo, luôn đạt được rất nhiều những thành công trong cuộc sống của mình. Họ có uy quyền và có địa vị. Những gia chủ tuổi Mậu Thân họ sống rất vô tư, lạc quan và yêu đời. Họ luôn mang đến tiếng cười, niềm vui và niềm hạnh phúc cho những người khác. Bởi vậy mà những gia chủ tuổi Mậu Thân có nhiều mối quan hệ rộng rãi, được bạn bè và mọi người xung quanh yêu mến, kính trọng. Họ có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng và thấu hiểu được mọi góc cạnh của mọi vấn đề. Bởi vậy mà trong công việc thì họ luôn cảnh báo cho những người xung quanh ở những nguy hiểm đang rình rập phía sau, phía trước. Nhờ vào sự tinh tế ấy mà những người tuổi Mậu Thân dễ dàng có thể thấu hiểu được rất nhiều những nỗi tâm tư thầm kín của rất nhiều người. Từ đó sẽ có cách chia sẻ phù hợp và giúp đỡ cho những người này khi mà họ gặp khó khăn hoạn nạn. Trong tháng 4 âm lịch năm 2022 thì những gia chủ tuổi Mậu Thân phạm phải hạn xung thái tuế, và đây là một năm mang lại khá nhiều trắc trở đối với tuổi này. Vậy thì với con mắt tinh tế và khả năng ứng biến nhạy bén của mình thì chắc chắn rằng những khó khăn trắc trở đó sẽ không làm cho những gia chủ tuổi Mậu Thân nhục chí. Nhờ được thần tài ban lộc và được quý nhân tương trợ giúp đỡ nên trong năm 2022 nhâm dần này thì gia chủ tuổi Mậu Thân dễ dàng có thể vượt qua được khó khăn này. Tử vi học dự báo trong tháng 4 âm lịch là thời điểm đột phá của quý gia chủ tuổi Mậu Thân. Vậy vận trình tài lộc của gia chủ tuổi Thân trong tháng này như thế nào? Xin mời tất cả quý vị hãy cùng theo dõi một nội dung mà chúng tôi gửi đến ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các quý gia chủ tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 trong tháng 4 âm lịch năm 2022. Người tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 mệnh đại dịch thổ, tính tình lạc quan, vui vẻ, phóng khoáng, thoải mái. Họ không ngại khó khăn, dũng cảm, đương đầu với mọi thử thách trên đời. Không được phúc anh em gia đình trợ giúp, phải tự tay lập nghiệp, độc lập tự cường thì mới có thể thành công. Tiền vận có phần vất vả nên học lấy một nghề để có cơ hội đổi đời, làm nên nghiệp lớn. Từ sau tuổi trung niên, Mậu Thân có được cuộc sống khá an nhàn, thu nhập ổn định. Nữ mệnh có phần cố chấp và ngang bướng. Người tuổi Mậu Thân là người tài năng, song áp lực công việc lớn, lại phải chịu sự gièm pha từ những kẻ xung quanh, nên con đường tiến thân không mấy thuận lợi. Có những khi họ phải cắn răng chịu đựng, kiên gan bền chí thì mới đến được với thành công. Tuy nhiên cũng phải chú ý đừng nên cố chấp mà gây mâu thuẫn với đồng nghiệp, khiến mối quan hệ xấu đi. Nói chung chỉ cần bạn nỗ lực thì ông trời có mắt sẽ trao cho bạn những thành tích như mong muốn. Vận trình của người tuổi Thân sinh năm 1968 phủ một màu ảm đạm trong tháng này, đặc biệt là trên phương diện tài lộc. Nhiều người vì thiếu kiến thức đầu tư nên tài lộc bị tổn thất nghiêm trọng, thậm chí phải gánh một khoản nợ nặng nề, công việc cũng không được thuận lợi như ý muốn. Vì vậy làm việc gì cũng cần phải cực kỳ cẩn thận, chớ nghe theo lời xúi bẩy của người ngoài. Muốn gặt hái thành công, bạn cần cố gắng dựa trên sức của mình, chớ phụ thuộc hoặc hãm hại người khác. Phương diện sức khỏe cũng kém phần lý tưởng, bệnh cũ tái phát nặng hơn, nếu không cứu chữa kịp thời thì dễ gặp phải biến chứng. Vì thế ngày thường, bản mệnh nên chú ý sinh hoạt điều độ, thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao. Xét về thiên can, Mậu Dương Thổ gặp Ất Âm Mộc nên gọi là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Mậu Thân cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tuổi Mậu Thân trong tháng 4 này, vận trình sự nghiệp biến động khá lớn, bản mệnh gặp nhiều khó khăn trong việc tập trung làm việc, phải chịu nhiều áp lực từ phía cấp trên. Con đường sự nghiệp trong tháng 4 âm lịch của gia chủ không được sáng rõ. Con giáp này dù cố gắng hết sức nhưng lại chẳng có được cơ hội để thể hiện bản thân. Chẳng những thế, sự cứng nhắc linh hoạt trong giải quyết vấn đề của con giáp này còn có thể khiến cho đối tác hay đồng nghiệp mất lòng, vì thế mà không thể phối hợp làm việc cho tốt, hiệu quả công việc giảm sút rõ rệt.
Chính vì vậy, mặc dù dành nhiều thời gian cho công việc, con giáp này cũng vẫn chẳng có được mục tiêu mình mong muốn. Đường công danh sự nghiệp mịt mù, những chuyện tưởng chừng sắp sửa thành công thì lại bị ngăn trở. Bản mệnh nên ngồi tĩnh lại để tìm ra vấn đề cần giải quyết, có thế mới có thể xử lý tình hình trước mắt. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Mậu Thân để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của Thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tháng 4 âm lịch, việc kiếm tiền của người tuổi Mậu Thân không được thuận lợi như bình thường. Những áp lực và mâu thuẫn gia tăng khiến cho con giáp này căng thẳng và khó có thể tập trung, dễ mắc sai lầm để tuột mất cơ hội khỏi tay mình. Bản mệnh có thể sẽ tốn tiền hao của do mắc phải nhiều sai sót và phải bỏ chính tiền túi ra để đền bù. Cũng có thể gặp những chuyện không may khiến cho tiền bạc chẳng ở bên mình, nên có kế hoạch tài chính rõ ràng, biết tiết kiệm, đề phòng khi khó khăn, chi tiêu hợp lý, chớ nên hoang phí quá mức mà tới lúc hối cũng không kịp. Thời điểm này, với một số người Mậu Thân cũng chính là cơ hội tài lộc khá nhiều, bản mệnh nên chú ý để nắm thời cơ, chớ nên để cho thời cơ trôi đi quá nhanh mà bản thân còn đang mù mờ về bước đường phía trước. Bản mệnh nên năng làm việc thiện, có thể từ đó bạn sẽ có thêm nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ, có thể hợp tác được thêm với nhiều người để tăng thêm thu nhập cho mình. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Thân, Tí, Thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi và tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho các quý gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Sức khỏe người tuổi Mậu Thân trong tháng 4 âm lịch không được tốt, do sự nghiệp gặp trở ngại nên bạn phải lo lắng và suy tính nhiều hơn. Có những lúc bạn cảm thấy rơi vào bế tắc, hãy làm chủ cảm xúc và suy nghĩ của mình, sau đó đưa ra quyết định đúng đắn. Thời gian này, bản mệnh làm việc căng thẳng, phải di chuyển nhiều nên cũng khó tránh khỏi việc mệt mỏi. Ngoài ra cũng nên chú ý giữ gìn sức khỏe, nghỉ ngơi vừa sức để không bị thiếu tỉnh táo mà gặp phải tai họa bất ngờ. Các quý gia chủ tuổi Mậu Thân hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, Thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý gia chủ tuổi Mậu Thân. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Xem tử vi tháng này, chuyện tình cảm không có nhiều biến động, nhưng nữ mệnh sẽ vượng đào hoa hơn nam mệnh một chút. Nữ mệnh có thể quán xuyến mọi việc lớn nhỏ trong nhà một cách hợp lý, đâu ra đấy, nên luôn nhận được sự tin yêu từ phía gia đình, người thân. Tình cảm vợ chồng hòa hợp, cha mẹ con cái gắn kết tạo ra động lực tinh thần rất lớn để con giáp này thêm yêu đời và thoải mái tâm lý. Tuy nhiên, vào những tháng cao điểm, công việc guồng quay bận rộn có thể khiến cho con giáp này có phần thờ ơ, thiếu quan tâm đến nửa kia, khiến tình cảm nguội lạnh. Do đó, bạn cũng nên tìm cách cân bằng thời gian dành cho gia đình và công việc để củng cố mối quan hệ cũng như duy trì hạnh phúc. Nếu là người độc thân, chỉ có cách chủ động mở rộng mối quan hệ, chịu khó giao tiếp với những đối tượng xung quanh hoặc người được giới thiệu thì mới tăng cơ hội tìm được người ưng ý. Tổng quan tháng 4 âm lịch năm 2022, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần. Tháng 4 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 4 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 4 năm 2022. Tức ngày 1 tháng 5 năm 2022 đến 29 tháng 5 năm 2022 dương lịch. Tháng 4 Ất Tỵ có nạp âm là Phúc đăng hỏa, tháng Tỵ lục hợp thân, tam hợp sửu và dậu thành kim cục, xung hợi, hình thân, hại dần, phá thân và tuyệt tí. Đối với người tuổi Mậu Thân trong tháng 4 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 1 tháng 4 năm 2022, tức ngày 1 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Dần, có nạp âm là Đại Khê Thủy.
ngày âm lịch ngày 13 tháng 4 năm 2022, tức ngày 13 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Dần, có nạp âm là Lôi Trung Hỏa. Ngày âm lịch ngày 25 tháng 4 năm 2022, tức ngày 25 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Dần, có nạp âm là Thành Đầu Thổ. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Mậu Thân. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Mậu Thân trong tháng 4 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 4 tháng 4 năm 2022, tức ngày 4 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Tỵ, có nạp âm là Sa Trung Thổ. Ngày âm lịch ngày 16 tháng 4 năm 2022, tức ngày 16 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Tỵ, có nạp âm là Đại Lâm Mộc. Ngày âm lịch ngày 28 tháng 4 năm 2022, tức ngày 28 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Tỵ, có nạp âm là Bạch Lạp Kim. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi của những người tuổi Mậu Thân trong tháng 4 âm lịch. Qua đó, quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có thể có được may mắn và thành công trong tháng 4 âm lịch này. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và chọn vào biểu tượng quả chuông thông báo để luôn là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung được phát sóng tiếp theo trên kênh. Đến chào!